Rồi các bạn ơi, các bạn chú ý nhá. Phiếu bài tập đã in rồi này. Phiếu bài tập đấy thì để về nhà nhá. Còn đây chúng ta sẽ nhìn đây, chúng ta sẽ check và chữa cái phiếu bài tập của tuần trước nhá. Đấy, buổi ôn tập là Tú cũng đã nộp được rồi này, Thư nộp rồi này. Đấy, sau khi mở ra. Đấy, Nhật Minh 86 này, Vinh 89 này, Phong B 62. Phong B đã làm đâu mà 62 nhỉ? Tự làm cấp tốc, chưa đạt yêu cầu. Tại vì yêu cầu anh là 7 điểm đúng không các bạn? Rồi, đây các bạn nào. Wow, sai nhiều lắm các bạn ơi. Sai nhiều cực kỳ luôn. Những cái câu như này đã còn sai rồi nhá. Nào bây giờ anh sẽ chữa này. Dạng 1 câu 7. Dạng 1 câu 7. Các bạn dở phiếu ra nào. Các bạn ơi, các bạn dở phiếu ra. Ê. Đây cái file ngày xưa chữa trực tiếp này. Dạng 1 nhá, câu 7 này các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn đến đây nhá. Dạng 1 câu 7 này chữa trực tiếp này. Đây này. Đấy. Nào các bạn nhìn cái hình này các bạn có hiểu được vấn đề không? Tập trung vào đây nhá. Tập trung vào đây, nó hơi rối này. Hình nào sau đây xác định đúng chiều của gì? Đúng chiều của dòng điện cảm ứng đúng không? Đầu tiên hình nào dễ làm trước? Đúng không? Hình nào dễ làm trước? Hình D. Hình D đúng hay sai? Hình D này các bạn thấy này, các cảm ứng từ đang xuyên vào lòng cái khung dây. Và cái khung dây này được di chuyển trong cái từ trường đều như thế này. Thì cái từ thông có đổi không? Không đổi thì có sinh ra y cảm ứng không? Vậy đáp án là D. Đúng chưa? Đúng chưa các bạn? Hả? Nào, em thấy đây có phải là từ trường đều không? Mọi điểm như nhau đúng không? Bây giờ cái khung dây này đang di chuyển vuông góc, tức là di chuyển đến đoạn nào thì nó vẫn hứng được gần đấy thôi mà. Hiểu vấn đề không? Nó có di chuyển nhưng mà nó vẫn hứng được như vậy là từ thông phi không đổi. Phi không đổi, không biến thiên thì không sinh ra y cảm ứng. Mình phải xem cái chiều nó di chuyển nữa chứ. Đúng chưa các bạn? Câu C cũng tương tự như vậy các bạn nhìn này, câu C này. Câu C có phải là cái khung dây nó đang vuông góc với chiều của các cái B không? Và thằng này nó di chuyển dọc theo cái B này. Tức là di chuyển đến chỗ nào thì cảm ứng từ cái từ thông phi nó vẫn như vậy. Phi cũng không đổi. Vậy thì câu này đáp án là gì? Sai, câu này sai đúng không? Hiểu chưa? Câu này là một trong những cái kiểu mà nó mô tả lại đúng không các bạn? Câu này cũng tương tự như vậy, câu này cũng tương tự như vậy. Tức là V này các bạn thấy di chuyển khung dây sang ngang không? Khung dây đang vuông góc với cảm ứng từ nó còn chẳng hứng được cái gì. Đúng không ạ? Khung dây đang vuông như này, cảm ứng từ đang xuyên vào mắt chúng ta thì khung dây nó đang bị vuông góc với cả cái nó đang song song đúng không? Tức là hứng vào cái cạnh này nó không ăn thua. Thì như vậy kể cả nó di chuyển theo hướng này thì nó cũng không ảnh hưởng. Và tương tự như vậy câu A cũng với cả câu B cũng thế, là y cảm ứng nó cũng không có, y cảm ứng đều bằng 0. Đấy, hiểu câu 7 chưa? Đấy, các bạn chữa vào nhá. Nào tiếp nhá, chúng ta tiếp này. Cái B á. Cái B em nhìn ở đây nhá, em nhìn cái tay của mình đang là cái khung dây này. Cái B nó đang xuyên thẳng với khung này. Nó không hứng được cái gì qua mặt này cả, mà nó chỉ hứng vào cái cạnh thôi. Thì nó có từ thông không? Không có từ thông. Sau nó còn di chuyển theo cái chiều vẫn dọc như thế. Ví dụ nó xoay ngang như này cơ thì nó mới hứng được đúng không? Nó xoay cơ, nhưng không, nó tịnh tiến. Tịnh tiến như thế thì đi đâu nó cũng không hứng được. Hiểu vấn đề không? Chỗ này là từ thông không hứng được luôn, không hứng được một tí gì cảm ứng từ cả. Hiểu chưa? Các bạn lấy cái bút ra tượng trưng cho cảm ứng từ này. Cảm ứng từ đang xuyên vào mắt chúng ta, nhưng cái khung dây của ta quay lưng vào nó, đúng không? Quay nghiêng vào nó, chúng ta không hứng được cái gì cả. Nhớ chưa? Nên là từ thông phi là bằng 0. Nếu ở đây nó quay mặt lại, nó quay úp mặt lại thì từ thông sẽ thay đổi, cụ thể là từ thông sẽ tăng. Nhưng không, nó lại di chuyển tịnh tiến. Đúng không? Nhìn cái vector V nó di chuyển tịnh tiến này. Như vậy nó có hứng được cái gì không? Không. Nhớ chưa? Ok. Đấy. Câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo là câu 11. Đấy, câu 11 thì người ta không cho hình thì mình phải vẽ hình, đúng không? À đâu, nó có cho hình này. Nó cho hình đây các bạn ơi, đây hình đây. Bạn thấy cái hình chưa? Anh sẽ cắt cái hình ra đây nhá.
cắt ra đây để mô tả cho dễ này. Nó bảo là gì các bạn ơi? Dòng điện Y không đổi, khung dây thì hình chữ nhật, đặt sát vào dòng điện, cạnh MQ thì trùng với điện dòng điện thẳng như hình vẽ. Hỏi khi nào trong khung dây có dòng điện cảm ứng? Hỏi khi nào trong khung dây có dòng điện cảm ứng? Ok, con này ok, con này hay, con này rất hay. Các bạn có hiểu không? Có hiểu bài này không? Nhìn kỹ lên đây nhá. Dòng điện đang làm sao? Đang thẳng đúng không? Dòng điện đang thẳng, đúng chưa các bạn? Thì có phải nó sẽ tạo ra theo gọi là theo cái gì? Theo quy tắc nắm bàn tay phải thì có phải nó sẽ tạo ra các cái vòng tròn đồng tâm này không? Các bạn hiểu không? Đấy, vòng tròn này cụ thể là nó sẽ có chiều nó sẽ ngược chiều chiều như này. Đấy, cụ thể là chiều như này đúng không? Đúng không bạn? Được chưa? Bác ơi, mấy thằng kia đâu rồi? Nào các bạn hiểu đoạn này không? À, cả lớp ok chưa? Thế bây giờ nó bảo là nó cái khung dây này sẽ như thế nào? Thì trong này mới có dòng điện, trong khung dây mới có dòng điện. Được chưa? Thế thì bây giờ các bạn thấy là khung dây này nó sẽ phải có cái từ thông thay đổi. Hiểu chưa các bạn? Đấy. Thế bây giờ các bạn sẽ xem các cái phương án người ta cho này. Đấy. Mình phải tưởng tượng nhá. Đấy, tưởng tượng đề bài này. Đấy, khung dây quay xung quanh cạnh nào đây? Cạnh nào đây? Đấy. Bình tĩnh nhá các bạn nhìn nhá. Đấy, đầu tiên quay quanh cạnh MQ. MQ. Các bạn tưởng tượng là MQ nó như nào? Đây, các bạn nhìn nhá. Cái dòng điện chúng ta như này đúng không? Như này anh nào, dòng điện này nó như này, nó ghép vào như này đúng không các bạn? Ôi trời ơi, đây nó như này, thì có phải nó quay, nó quay xung quanh này không? Thì quay xung quanh này thì nó vẫn hứng như vậy à? Hiểu vấn đề không? Nó quay sang đây, 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 thì có phải là tất cả các đường đi qua nó vẫn hứng như vậy không? Như vậy là câu A có nó thay đổi không? Câu A là từ thông phi không đổi đấy, nó đòi hỏi chúng ta tưởng tượng là phi không đổi này. Câu B quay canh cạnh MN, tức là nó sẽ tạo cái vòng lên trên như này, thì từ thông có đổi không? Cũng không đổi. Đấy, cũng không đổi. Vậy quay quanh thằng nào thì nó sẽ thay đổi các bạn? NP. Hiểu chưa? Quay quanh cạnh NP nhá, thì nó sẽ thay đổi. Có phải quay quanh cạnh NP thì nó sẽ có cái trường hợp nó ví dụ là MQ nó bị lật sang bên này không? Hoặc là NQ nó xiên ra đây không? Hiểu cái không gian không? Và khi nó dịch ra xa này thì có phải từ thông phi nó sẽ nhận được ít nhất không? Còn nó quay vòng về đây thì nó sẽ nhận được nhiều nhất không? Vậy trường hợp này thì từ thông phi mới thay đổi. Vậy thì đáp án là đáp án D. Khó không? Khó tưởng tượng, đúng không? Khó tưởng tượng. Đấy, mình phải xem là cái lượng từ trường của mình nhận được ít hay nhiều nhá. Bây giờ ví dụ quay canh cạnh PQ chẳng hạn, PQ thì có phải là các bạn lật MN xuống đây, lật MN xuống đây thì bạn nằm ở đây nhận được bao nhiêu thì nằm ở dưới này cũng nhận được gần đấy. Bởi vì cái việc nhận được ít hay nhiều ấy là việc khung dây nằm gần hay nằm xa cái trục này. Hiểu chưa? Chứ còn nằm trên hay nằm dưới thì nó vẫn như nhau. Hiểu chưa? Đấy, các bạn chỉ cần vẽ một cái hình tượng trưng thôi. Ví dụ MN xoay canh thằng này thì nó lật ra đây. Còn xoay canh MN thì nó lật lên đây. Hiểu chưa? Thì khung này thì nhận vẫn như nhau. Hả? Tức là ví dụ nó lật quay quanh như này đúng không? Tức là ý bạn là lật cũng hợp lý nhỉ? Như vậy nếu mà ở đây có MN thì có phải là khi nó lật lên lật xuống như này thì khi nó lật hơi xiên một tí thì cái lượng từ thông đi qua nó sẽ ít đi đúng không? Ừ đúng rồi. Cảm giác là cũng được nhỉ? Thế thì chỉ có đáp án là quay quanh MN mới là không đổi thôi. Quay quanh MQ chứ. Quay quanh MQ mới là không đổi. Thì chúng ta check lại đáp án xem rồi nhá. Hay là nó có chữ không không? Nó có chữ không hay là chữ có thôi nhá. Câu 11 này. Hỏi khi nào trong khung dây có dòng điện cảm ứng? Tức là từ thông phi phải thay đổi thôi. Từ thông phi phải thay đổi thôi.
là không dây thôi mà. Không dây không cần có điện. Nào, câu này thì anh sẽ nếu mà đây các bạn tưởng tượng cái đoạn, nếu mà cái đoạn bây giờ chúng ta sẽ xét cái trường hợp nhá. Cái MQ là chắc chắn không đổi rồi. Với cái đề bây giờ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng đoạn này nhá. Nếu đoạn này nó quay quanh MN đi. Quay quanh MN đi thì có phải là nó sẽ được một cái trường hợp như này không? Chỗ này là không đổi, nhưng mà ví dụ cái chỗ mà ý của các bạn là ví dụ nó đang lật xiên xiên như này thì liệu nó có thay đổi không, đúng không? Lúc này thì rõ ràng là nếu mà vẽ từ thông phi ra thì nó cũng không nhận được. Đúng các bạn? Đúng không ạ? Nếu mà từ thông xuyên vào đây thì cũng không nhận được. Hoặc nó check như này thì nó sẽ nhận được ít ít thôi, bởi vì nó đã bị nghiêng rồi. Đúng rồi. Nó chỉ cần là từ thông thay đổi thôi là nó ấy rồi. Thế như vậy của anh nghĩ là câu này nó sẽ bị sai đề. Nó phải là cái nào sau đây là không không sinh ra dòng điện cảm ứng thì đáp án sẽ là đáp án A, quay xung quanh MQ. Nhớ chưa? Còn các trường hợp là PQ, MN và NV thì đều có thể ảnh hưởng nhá, đều có thể ảnh hưởng. Đáp án là A hay gì? Thế anh sẽ check thử đáp án nhá. Đáp án A thì đề thiếu chữ không. À, chúng ta check nhá. 20 bạn đúng không? Câu 11. Đáp án A. Vậy như vậy là đề chúng ta bị thiếu chữ không các bạn. Nhớ chưa? Đề các bạn tự thêm ngay chữ không ở đây nhá. Trong khung dây không có dòng điện cảm ứng. Nhá. Không có dòng điện cảm ứng. Nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chữa các cái câu mà các bạn sai nhiều tiếp nhá. Đấy. Chúng ta sẽ có dạng 2 cũng là câu 7, 13, 15, 16 đúng không? Đấy. 15 không khác gì câu 7. Ờ nó ở phần bài tập đúng không? À chúng ta kéo xuống đoạn bài tập nhá. Đây. Câu đầu tiên là câu 7 đúng không? Câu 7 này. Đấy, lại gần ra xa. Nó bảo hình nào sau đây là xác định đúng đúng không các bạn? Hình nào sau đây xác định đúng? Nào, chúng ta lại đi từ... Nó lại có cái kiểu khó chịu như này. Là V1 đang có độ lớn bằng với V2. Đang có độ lớn nhá. Anh không nên cho thêm thằng vector vào. Nào các bạn nhìn này. V1 với V2 bằng nhau. Thì hai thằng này cùng di chuyển thì khoảng cách nó có thay đổi không? Khoảng cách không thay đổi thì từ thông phi có đổi không? Không đổi đúng không? Từ thông phi không đổi. Không đổi thì có sinh ra dòng điện cảm ứng không? Không, vậy câu này sai. Hiểu chưa? Tương tự như vậy, câu B, V1 V2 có bằng nhau không? Có đúng không? Như vậy thằng này lao vào, thằng này cũng coi như là chạy đi, vậy cũng không có dòng điện, vậy đáp án sai. Đây. Như vậy câu này đáp án chuẩn nhất ở đây là gì? D. Ok. Thường các bạn sẽ làm một bài một dạng thôi, còn cái kia nó sẽ gần như tương ứng như vậy. Đấy. Như vậy đa phần các bạn sai ở câu này là sai vì sao nhỉ? Tại sao nó lại sai nhiều nhỉ? Cắt khoanh vào gì? À không để ý V1 bằng V2. Đấy. Nhớ chưa? Đấy, ok nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ có câu 13. Câu 13. Đấy. Câu 13 là mình sẽ cho cái 500 này lại gần cái khung dây đúng không các bạn? Nó là lại gần hay xuyên qua, các bạn đọc kỹ này. Nó là lại gần hay xuyên qua? Câu 13. Câu 3 xuyên qua, cái chữ xuyên qua ở đây mà lại gần đấy nhỉ? Xác định chiều của dòng dây khi ta nhìn vào bên khi nhìn vào bên phải trong trường hợp cho 500 xuyên qua. Đúng không? Thế thì chắc chắn nó có lúc đầu và lúc sau. Vấn đề là lúc đầu chiều nào, lúc sau chiều nào thôi. Bây giờ các bạn thấy lại gần này. Đầu tiên, vào Nam ra Bắc. Thì có phải là bước 1 là ta có B ban đầu là bao nhiêu? B ban đầu là theo chiều nào? B ban đầu là từ trái sang phải như này đúng không bạn? Lại gần thì dẫn tới là từ thông tăng hay giảm? Từ thông tăng.
từ thông thăng, vậy sinh ra B cảm ứng sinh ra là gì? Chiều ngược lại đúng không? Vậy tay mình phải nắm như nào? Đúng không? Đúng chưa? Tay mình sẽ phải phải nắm để cho cái chiều của chúng ta nó từ gì đây? Từ trong ra ngoài đúng không? Như này đúng không các bạn? Đúng không? Đấy. Vậy thì đọc kỹ này, nếu mà mình quay sang mình sẽ thấy là cái này là ngược chiều kim đồng hồ hay cùng chiều kim đồng hồ? Đâu? Đây này. À, nắm tay phải mà nhỉ? Tự dưng cầm bút, quên, sorry các bạn. Tay mãi cầm bút, tự dưng vướng tay kia. Rồi đúng không? Các bạn phải quay như này đúng không? Được chưa? Như vậy là ban đầu sẽ phải là cùng chiều kim đồng hồ đúng không? Nhìn từ đâu? Nhìn vào mặt bên phải. Có hiểu không? Nhìn vào mặt bên phải nghĩa là sao? Từ từ cái đoạn này nó lú này. Nào. Nào các bạn nhìn cái mặt phẳng khung dây chưa? Mặt phẳng khung dây nó đang để như này đúng không? Thì bên này là bên phải, bên này là bên trái. Thì nó bảo nhìn vào mặt bên phải, ok, xoay mặt bên phải ra tôi nhìn. Có phải nó đang quay nhảy không? À nó quay nhảy chứ. Là cùng chiều kim đồng hồ. Vậy đáp án là gì? À. Vẫn bê được. Giảng xong bằng. Nào các bạn có hiểu đoạn này không? Đây là cái mặt nó như này nhá, đúng không? Mặt khung dây nó đang như này đúng không? Thì bên này bên phải và bên này là bên trái. Nó bảo nhìn vào mặt bên phải, ok, xoay mặt bên phải ra thì nó phải nó xoay như này không? Đấy, còn nếu mà nhìn bên trái nó xoay như này nó lại ngược kiểu cái đồng hồ. Đấy, nó khó chịu thế. Mấy con này trừu tượng quá đúng không? Đấy. Ê, nó mới bảo là kiểu hay không bằng hên. Đúng không? Nào tiếp. Là cả lớp đã hiểu cái này chưa? Đấy, làm những con rất hay này. Câu 15. Nào 15. 15 quen nhở? À vừa chữa đúng không? Ơ sao vừa lấy anh chơi 15 nhỉ? Giống câu 7 ạ. À giống câu 7 đúng không? Câu 23 giống câu. Tí order sau, tí nữa nói order sau, bây giờ chữa. Câu 16. Sao bạn nào hỏi gì? Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều của dòng điện cảm ứng? Nào các bạn nhìn này, vòng dây thì cố định nhưng cho B giảm thì có sinh ra dòng điện không? Có sinh ra dòng điện không? Hả các bạn? Cái này phải xác định thằng C cuối cùng, nhưng thằng C là thằng khó nhất chứ. Không là không thế nào, linh tá linh tinh các bạn. Nhìn rồi đây. Nhìn câu D này. Các bạn thấy là bước 1 nhá, chúng ta làm đầy đủ các bước. Bước 1 là B có phải đang hướng lên nhảy không? B ban đầu không? Bước 2 là thấy từ thông phi tăng hay giảm? Sẽ không tăng không giảm, vòng dây cố định nhưng B giảm. B giảm thì dẫn tới từ thông giảm. Bây giờ thế thì B cảm ứng sinh ra phải có chiều như nào? Cùng chiều. Vậy thì tay nắm như này có cùng chiều không? Nắm từ trong ra như này thì B nó đang hướng xuống rồi. Vậy đúng hay sai? Sai, câu này sai nhá, câu này sai. Có hiểu không các bạn? Dạng này nhá. Làm bài nào? Làm câu C cuối cùng, câu C cái này khó chịu không? Còn muốn giải thích cả câu C không? Rồi ok, câu C sẽ giải thích nhá. Nhưng mà bây giờ cứ giải thích A, B để chọn ra đáp án cho nó ok đã. Các bạn thấy câu A với cả câu B hình nó giống hệt nhau, chỉ có khác cái chiều của gì thôi. Khác cái chiều của Y thôi thì khả năng là làm hình đúng. Nhớ. Nào. Nào các bạn nhìn thấy Y này. Y đứng yên nhưng mà khung dây ra xa. Nào đầu tiên tay mình nắm nhảy đúng không bạn? Đầu tiên tay mình nắm nhảy đúng không? Đúng chưa? Thì có phải là chiều của B ban đầu là bao nhiêu các bạn? B ban đầu là bao nhiêu? Hướng vào trong hay là hướng ra ngoài nào? Đây là khung dây, chú ý đây là khung dây. Đây là Y sinh ra dòng điện. Còn đây là Y cảm ứng xét sau.
hướng vào trong ra ngoài nào. Chặt tay thằng Phong. Phải là chặt tay. Tay phải nắm vào cái y này chứ. Yeah, anh rơi cái gì? Dấu gì? Dấu x. Nào nhìn cái tay này. Sao ngu quá. Nhìn này, nhìn này. Đúng không? Đúng không? Thì có phải nó đang hướng vào không? Hiểu vấn đề chưa? Đây này, nhìn này. Được chưa? Nó đang xoay theo chiều này, tức là đang hướng hướng vào. Được chưa? Được chưa? Mà bây giờ ra xa. Ra xa thì từ thông giảm hay tăng? Kéo cái V này ra, kéo cái khung dây là ra xa. Thì từ thông phi giảm này, ok, ghi vào đây, phi giảm này. Phi giảm này. Phi giảm đúng không? Cái này là chiều dấu x đúng không? Vậy thì B sinh ra, B cảm ứng đấy, sinh ra thì sẽ phải cùng chiều cũng là dấu dấu x. Thế bây giờ để cái tay khung dây như nào để cho nó dấu x này? Khung dây để như này. Khung dây thì các bạn khom như này đúng không? Khom này đúng không? Nó lên này xuống này. Vậy cái này hướng ra hướng vào. Vậy đúng hay sai? Thì phải khoanh đáp án gì? B. Hiểu chưa? A không đúng thì chắc chắn là B, bởi vì cái chiều nó giống hệt nhau. Rồi bây giờ anh sẽ giải thích nốt cái thằng C nhá. Rồi các bạn tập trung vào đây. Cái gì? Cái B1 mày đã không sẵn xác định đúng rồi á. Em sẽ hỏi xác định, em xác định ở cái bước 1 vấn đề hay là bước 4? Hôm nay khung dây này em cứ coi như là một đường tròn đi. Tay em khung này thì nó hướng vào mắt. Mà trong cái chúng ta cần là nó phải hướng vào kia. Thì có phải là khoanh này không? Nó là B không? Hiểu vấn đề chưa? Ok chưa các bạn? Là tất cả ok chưa? Rồi bây giờ nhìn vào đây. Nhìn vào đây. Nhìn vào đây. Đây là một khung dây được chưa các bạn? Đây là một khung dây. Được chưa? Ban đầu dòng điện nó sẽ chạy như nào? Dòng điện sẽ luôn luôn chạy từ dương sang. Dòng điện trong này là dòng điện dương sang âm, được chưa? Thì các bạn thấy là cái trong cái này này. Nào các bạn thấy này. Dương sang âm, nhớ chưa? Thì các bạn cứ coi như cái trục này là cái trục lớn này. Nó chiều dòng điện ở đây lớn này. Được chưa? Các bạn chú ý này. Chiều dòng điện lớn được chưa? Nó sẽ sinh ra từ trường cho thằng này, được chưa? Đúng chưa? Hiểu đoạn này chưa? Che cái đoạn này đi, coi như đây là dây dẫn thẳng dài. Cái đoạn này chính là dây dẫn thẳng dài này. Đấy. Được chưa? Coi như dây dẫn thẳng dài. Thì có phải tay mình phải nắm như này không? Thế thì cái từ thông nó sẽ hướng vào mắt chúng ta, nhớ chưa? Tay quay sang bên này. Phải quay cái tay sang bên này. Nhớ chưa? Để cái này đang hướng vào mắt chúng ta. À, thấy hướng bốn ngón này hướng vào mắt chúng ta chưa? Tập trung vào đoạn này chưa? Hiểu chưa? Đấy, vậy thì chúng ta có bước 1 này. Bước 1 B ban đầu là như thế nào? B ban đầu dấu chấm hay dấu x nào? Đúng rồi, B ban đầu là dấu chấm, được chưa? Tập trung này, tập trung này. Tiếp, cái thứ hai là từ thông tăng hay giảm? R tăng. R tăng. Định luật ôm toàn mạch. Điện trở thăng thì Y tăng hay giảm? Y giảm, nguồn vẫn vậy. Y giảm thì từ thông phi phải giảm theo. Hiểu chưa? Từ thông phi sẽ giảm. Vậy thì B sinh ra, B cảm ứng sinh ra thì có chiều vẫn phải dấu chấm không? Đúng không? Chiều dấu chấm đúng không? Đấy. Thế thì nó sẽ như nào? Đúng rồi, nó phải như này à? Dấu chấm. À đâu, nó phải như này chứ. Đúng không? Nó phải hướng vào mắt chúng ta. Đấy, hiểu bài này chưa? Đấy, hiểu cái ý nghĩa của cái R tăng chưa? Đấy. Anh nói luôn, những con đánh giá tư duy bách khoa cực thích cho kiểu này. Không phải tính toán gì nhiều, nhưng mà nhìn chẳng hiểu cái gì cả. Đấy chính là phong cách thi bây giờ đấy. Chấm là hướng vào mắt mình. Em tưởng tượng một mũi tên đang bay vào mắt mình chỉ nhìn thấy một dấu chấm thôi. Nhưng nếu nó bay vào tường thì mình sẽ nhìn thấy cái đuôi là dấu x của nó. Nhớ chưa? Phong bây giờ còn lẫn lộn cái đấy đấy. Đấy. Đó là lý do tại sao các bạn phải về làm bài tập đấy. Đừng như Phong nhá. Quên đến mấy tuần rồi thì vẫn rốt như thế đấy. Mất cả ấy. Nào tiếp câu bao nhiêu? 22 và 23 đúng không?
23 giống câu vừa nãy đúng không? Ok. Từ từ đã, bây giờ 23 giống câu vừa nãy đúng không? Khi nào không dây có dòng điện. Thế thì 23 vừa nãy có được lên điểm không? 23 đáp án vẫn là A. Tức là tại sao nó thiếu cái chữ không tận 2 lần nhỉ? Nào, câu 22 được chưa? Câu 22, câu hay đấy. Nhìn đã không hiểu cái gì rồi. Đấy, mấy bạn làm quen với cái đề đánh giá tư duy. Các bạn nên nhớ nhá là trong môn vật lý ở đây, nhớ anh dạy vật lý là anh cũng sẽ bồi dưỡng cho các bạn thêm cả cái phần đánh giá năng lực, đánh giá tư duy nữa. Hiểu chưa? Để các bạn sẽ không phải học thêm một cái khóa nào đó để các bạn có thể làm được mấy cái câu, 10 cái câu đấy cả. Hiểu chưa? Đấy, nên là các bạn cứ nhớ cho anh, ghi lại trong đầu, lý thuyết rất quan trọng. Lý thuyết các bạn chắc thì các bạn học lại mấy cái phần lớp 10, lớp 11 vẫn dễ. Nhớ, còn lý thuyết các bạn không chắc, anh liên hệ rất khó. Các bạn nhìn vào đây. Nào. Tương tác giữa khung dây này và ống dây ở bên trong hình vẽ. Ở hình vẽ bên, đúng không? Khi cho khung dây dịch chuyển ra xa ống dây là gì? Đúng không? Các bạn nhìn này. Khung dây dịch chuyển ra xa ống dây. Nào, bây giờ các bạn tưởng tượng là bây giờ khi cho dòng điện ở đây chạy nhá. Đúng không? Khi cho dòng điện ra đây chạy thì chúng ta được học là từ trường do ống dây tạo ra chưa? Vẫn là quy tắc nắm bàn tay phải, đúng không? Các bạn nhìn này, chiều dòng điện sẽ chạy như thế này, đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Thì tay của chúng ta sẽ để như nào? Đây các bạn nhìn này, nó chạy sang đây. Đấy, chạy đi lên, đi lên, đi lên như này. Thì có phải là tay mình phải uốn từ trong ra không? Đi nhá, vào đây xong vòng ra, vào đây vòng ra. Được chưa? Nhìn được chưa? Vậy thì B ban đầu sẽ là gì? À, B ban đầu sẽ hướng xuống. Được chưa? Nào bây giờ khi dịch chuyển cái thằng ra xa, đọc kỹ này. Khi cho khung dây dịch chuyển ra xa ống dây, khung dây dịch chuyển ra xa thì từ thông phi tăng hay giảm? Giảm. Phi giảm. Thế thì chiều của B cảm ứng sẽ là gì? Hả? Cũng hướng xuống. Vậy thì cái khung dây này mình sẽ phải để cái tay như nào? Như này đúng không? Để cho nó hướng xuống đúng không? Đi trong ra thì nó sẽ có chiều như này. Phải chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi từ từ đã. Bây giờ nó hỏi tương tác giữa khung dây với ống dây ở hình vẽ bên. Tức là người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi lực từ cơ. Đúng không? Mình biết à, ok lực từ, ok lực từ. Rồi. Nào, lực từ. Lực từ sẽ tác dụng lên dòng điện đúng không các bạn? Nào, tập trung ở đây. Nào, bây giờ các bạn sẽ các bạn thấy cái chiều của chúng ta xác định được chưa? Ok, thế bây giờ các bạn sẽ tập trung vào một cạnh, những cạnh này. Đúng chưa? Đấy. Khi cho khung dây dịch chuyển, tương tác giữa khung dây và ống dây. Ok, khung dây và ống dây. Đẩy nhau, hút nhau, không tương tác. Ban đầu thì hút nhau, đến gần thì đẩy nhau. Khả năng đáp án C là rất là cao. Nhưng mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng. Đến đây, các bạn nhìn vào cái cạnh anh bôi vàng chưa? Nào các bạn sẽ thấy là B, mình sẽ phải tập trung vào B gì? B cảm ứng hay là B1? B1 mới sinh ra từ trường để tác dụng thằng này chứ. Được chưa? Cái dòng điện này nó chỉ sinh ra một tí thôi, nó biến mất ngay. Thế bạn tưởng tượng là tay mình sẽ phải hứng nó đúng không? Tay mình phải hứng cái B1 này vào. Chiều của bốn ngón tay này đúng không? Đúng chưa? Vậy thì F sẽ choãi ra. Hiểu vấn đề chưa? F sẽ choãi ra như thế này. Thì có hút xuống không? Không hề hút xuống. Đúng chưa? Như vậy cũng không hề đẩy, không hút. Mà là gì? Không tương tác nhờ? Đấy, chúng ta sẽ coi như là không tương tác. Lực á? Lực nhá. Em nhìn vào cạnh màu vàng được chưa? Cái chiều mũi tên là chiều của gì? Y.
có phải là mình sẽ để tay mình hứng cái B1 không? B1 là B của ống dây này. Xong chiều của bốn ngón tay là chiều của Y không? Và chiều của ngón cái chõi ra, ngón cái chõi ra là chiều của F. Hiểu chưa? F đang kéo nó ra đây chứ không phải là lại gần hay ra xa cả. Hiểu chưa? Thì bên này chắc chắn bên này nó sẽ ngoặc ra như này, bên này sẽ là như thế này, bên này sẽ là như này, nó làm khung dây giãn. Chứ không phải là khung dây lại gần hay ra xa. Mà hai cái lực này khả năng cân bằng thì có thể nó triệt tiêu đi nhỉ. Nhớ chưa? Hiểu đoạn này chưa? Đấy nhá. Đúng không? Tay mình phải hứng như này, tay mình là B của thằng này. B cảm ứng kệ nó nhá, B cảm ứng kệ nó. B cảm ứng chỉ có tác dụng là tìm ra dòng điện của khung dây này thôi. Và khi dù khung dây có dòng điện rồi thì lúc đấy lực từ sẽ phát huy tác dụng. Bởi vì lúc đầu khung dây nhá, khung dây đứng yên đúng không? Lúc đầu khung dây đứng yên thì trong cái này nó chỉ có từ thông thôi. Thì trong khung dây không có dòng điện. Không có dòng điện thì từ trường có được tác dụng không? Từ trường chỉ tác dụng lực từ lên dòng điện hoặc là lên nắm châm. Thế lúc đầu trong này không có dòng điện thì nó tác dụng làm sao được? Lúc sau ta mới di chuyển, đúng chưa? Di chuyển thì từ thông trong này thay đổi. Từ thông trong này thay đổi thì trong này mới xuất hiện dòng điện cảm ứng. Và khi dòng điện cảm ứng xuất hiện, đúng chưa? Dòng điện cảm ứng xuất hiện thì dòng điện này sẽ bị cái lực từ này tác dụng này, cái từ trường này tác dụng theo F bằng BL sin alpha. Áp dụng quy tắc bàn tay này thì cái lực từ này đang bị chõi ra, chứ không phải là lại gần hay là ra là xa. Các bạn nhớ chưa? Hiểu đoạn này chưa? Khó không? Khó. À, đáp án trên mạng là hút nhau à? Để anh xem ạ. À. Để anh check ạ. À. Hút làm sao được nhỉ? Hút làm sao được? Các bạn nhìn cái chiều anh xác định là có giống không? Có đúng không? Nhớ chưa? Đây các bạn để tay để đúng như thế mà. B cái ống dây nó đang như này. Đấy, tay mình nắm như này đúng không? Đấy, nắm từ trong ra. Đấy, thì nó đang hướng như này. Đang hứng như này, đúng không? Kéo ra như này sao hút được? Nhá. Đấy. Hoặc là nếu có thì khả năng là cái V nó bị vẽ ngược. Còn không thì chúng ta sẽ phải là không tương tác nhá. Thực ra không tương tác nó cũng không chuẩn lắm đâu, nó phải là làm khung dây bị giãn đúng không? Nên mình sẽ hiểu là khung dây bị giãn. Đấy. Còn hút nhau ở đây thì cũng không cảm giác không ổn. Đấy, cái điện trở này. Dây to nào? Dây này á? Đây dây to ở dưới đây, sao lại moment? Dây này á? Nhưng nó bảo là tương tác giữa khung dây và ống dây, tức là tập trung vào ống dây thôi, với cả khung dây thôi, chứ mình tương tác vào dây này làm gì? Đề bài nó hỏi cái ống dây thôi mà. Đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ anh sẽ chữa những câu order chứ. Nhưng mà hết các câu này rồi. Đấy, bạn nào order để anh sẽ order đi. Câu 14 này. Câu bao nhiêu nữa các bạn ơi? Hả? Thảo hỏi 39. Hả? 4 gì? 19. 19 á? 49. Có câu 49 à? Đúng rồi. Anh nhầm. Anh nhầm về phiếu kia. Nào được chưa các bạn? Nào chú ý lên đây. Cái tội cứ nói xong rồi đến lúc các bạn thi không ăn thua đâu nhá. Anh nói thật. Các bạn làm cứ gọi là dựa trên cái đề cương với cả ấy của trên trường thì các bạn sẽ rất khó để điểm cao đại học. Anh nhắc rồi đấy. Tư duy mấy con này đi. Khó thì hỏi anh chữa, chứ không phải là khó thì mình bỏ qua. Nào tập trung ở đây, anh đã chữa order theo order rồi. Đây câu 14 đúng không các bạn? 14 này thì đây anh sẽ enter cho nó xuống cái đoạn này cho nó dễ nhìn nhá. Được chưa? Đấy. À, các bạn đã nhìn được chưa? Nào chú ý lên đây. Nào tập trung hết nhá, tập trung nhá, để sửa cho thật dễ nhá. Nào, hình nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng.
khi cho khung dây tịnh tiến theo vector vận tốc v, đúng không? Nào đầu tiên các bạn nhìn này, cái b này nó đang là dấu x, tức là nó đang hướng vào hay hướng ra? Dấu x thì là hướng vào chứ hướng vào trong cái mặt phẳng đúng không? Thế cái đường tròn khung dây này nó kéo lê như này thì cái từ thông phi có đổi không? Phi vẫn hứng hoàn toàn được đúng không? Đúng chưa? Dũng có nhìn là Dũng quan sát là Dũng chú ý đâu ấy, người đây. Như vậy anh thấy là phi không đổi. Phi không đổi vậy thì có xuất hiện dòng điện cảm ứng không? Không có dòng điện. Tiếp. Tương tự như vậy. Ý B người ta chỉ đổi lại cái chiều y thôi thì cũng sai. Đúng không? Đấy. Nào. Câu B, câu B thì nó hướng chéo lên thế, hướng chéo lên thế mà đây là từ trường đều thì vẫn sai luôn. Đáp án là gì? Hiểu chưa? Từ thông không hề thay đổi. Các bạn nhớ chưa? Rồi câu 19. Câu 19 luôn đi. Nào hiểu chưa đã? Đấy. Tập trung vào chữa nhá. Chứ đừng có coi. Nào, câu 19 thì cũng giống như vừa nãy là đây là tương tác xuyên qua đúng không? Khi cho năm cơm xuyên qua vòng dây thì tương tác giữa chúng là gì? Đấy. Nào, ban đầu là hút, sau là đẩy. Hay ban đầu là đẩy, sau là hút. Cái đoạn này rất là hay. Đoạn này rất là hay. Nào. Đoạn này rất là hay, chúng ta chú ý nhá. Để biết được nó hút hay là đẩy. Từ từ. Rồi ok các bạn. Không, bình tĩnh các bạn. Đây anh sẽ nói cho bạn. Nào, tại sao lại hút, tại sao lại đẩy? Nào bây giờ các bạn nhìn nhá. Chúng ta có thời điểm ban đầu. Chúng ta xem xét thêm thời điểm ban đầu. Ban đầu thì nào chúng ta sẽ có B1 bằng bao nhiêu? B1 là hướng từ trái sang phải hay phải sang trái? Trái sang phải đúng không? B1 hướng như này. Từ thông phi tăng hay giảm? Tăng. Vậy thì chiều của B cảm ứng ngược lại đúng không? Ngược lại thì tay mình sẽ phải nắm như nào? Đúng không? Tay của mình có phải là hướng như này không? Đúng không bạn? Đấy. Nào khi tay mình hướng như thế, B cảm ứng như vậy. Tập trung vào đây. Các bạn hãy coi đây là một cái nam châm. Đây là một cái nam châm. Được chưa? Có chiều làm sao? Hướng như thế này. Hiểu chưa? Có chiều hướng như này. Và chúng ta nhớ quy tắc vào Nam ra Bắc không? Thì hướng ra sẽ là hướng gì? Là hướng gì? Bắc là hướng N. Đúng không? Hướng Nam là hướng S. Vậy thì ban đầu có phải là N gặp N thì sẽ làm sao? Đẩy. Vậy thì ban đầu đẩy. Đúng không? Ban đầu đẩy. Được chưa? Hiểu đoạn này chưa? Vậy chắc chắn ý ban đầu sẽ là đẩy. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ làm lại cái câu kia, câu 22 xem. Cái gì? Em đây này, cái B này, B cảm ứng đây này. Cái B cảm ứng là nó sẽ là vào Nam ra Bắc đây này. Được chưa? Lúc sau các bạn thấy là khi xuyên qua rồi, khi xuyên ra rồi. Ok, câu chuyện khi xuyên qua rồi. Thì thằng này bên này. Đây là S, đây là N. Được chưa? Các bạn sẽ thấy đây là S, đây là N chưa? Cái cục này nó vẫn như vậy nhá, nó xuyên qua này. Thì các bạn đồng ý là lúc này chiều dòng điện nó sẽ chạy ngược lại không? Chắc chắn chiều dòng điện nó sẽ phải ngược lại. Nó sẽ chạy ở vừa lấy vẽ nhà không, bây giờ xóa này. Nó sẽ như này đúng không? Đây đúng rồi gì? Đúng rồi. Vừa lấy là úp như này, bây giờ như này. Được chưa? Thế thì bây giờ lúc này là cái B của chúng ta có phải B cảm ứng lúc sau nó sẽ chiều như này không? Vào Nam ra Bắc, vào S ra N. Vậy thì các bạn thấy đây là N và đây là S. Thì nó sẽ là gì? Hút. Vậy thì đáp án là lúc đầu thì ấy xuyên qua thì hút, đáp án C. Nào hiểu chưa? Nào bình tĩnh này. Bây giờ anh cảm giác là cái câu 22 này nó phải như vậy.
Hiểu chưa? Cái câu 22 này sau khi thằng này dịch chuyển ra xa thì thằng này đã trở thành một cái gì nam châm? Thằng này đã trở thành một cục nam châm với cái chiều của nó. Tự dưng mình xóa điểm gì nhỉ? Rồi đây chiều nó như này đúng không? Thì tay mình khum như này thì có phải chiều của chúng ta là chiều hướng xuống như này không? Từ từ nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Đây là chiều của B đúng không? Thì lại vào nam. Vào nam ra bắc thì có phải là cái, đây là nam châm của khung dây không? Khung dây sẽ trở thành một nam châm không? Xong rồi thằng này bản chất nó cũng ngược xuống như này. Thì thằng này cũng là gì? Cũng là N và cũng là S ở đây. Vậy thì S đi với N thì sẽ là hút nhau, nó sẽ trở thành một nam châm chứ nó không phải tương tác lên cạnh gì cả mà tương tác cả cái khung luôn. Các bạn hiểu không? Tức là cả cái khung này đã trở thành một cái nam châm, cả cái ống dây này sẽ trở thành một cái nam châm. Đấy, nên đáp án sẽ là hút nhau. Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Thế nên các bạn thấy là cái lý thuyết ở trong đoạn này nó rất quan trọng, nó sẽ bổ trợ cho nhau là như vậy nhá. Liệu hồn mấy bạn mà không nghe nhá, cứ gõ gõ máy tính, cứ gõ điện thoại đi. Đấy, mấy thằng kia thì không biết nắm được không bài không đây. Đấy, là lý hôm sau kiểm tra tháng biết ngay, đúng không? Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Cái này nó khó hơn ấy rất nhiều. Nào tiếp, chúng ta sẽ câu 19 xong này. Chúng ta đến câu bao nhiêu? 24. Đấy, những câu này thế nó mới đáng chữa đúng không? 24 chữa rồi còn gì nhỉ? Hả? Nó tách ra đúng không? Thì nó cũng như vậy thôi. Không phải. Cái này khác ấy. Cái này mới là không có dấu. Anh nghĩ là cái đoạn kia mình đang hiểu bị hiểu sai đấy, nhưng mà thôi được rồi, mình đang bị hiểu sai. Từ 24 nhá, 24 nó bị cách ra một đoạn đúng không? Nếu mà quay MQ thì cũng không ăn thua, quay MQ thì nó cũng gãy. Quay quanh MN, khung quay quay quanh trục, à đấy, thì đáp án này là D thôi. Quay quanh trục là thằng Y này, tức là quay xung quanh tạo thành một cái hình lõi này, hiểu chưa? Đấy, thì đáp án là gì? D nhá. Có B nhưng B không đổi. B lúc nào vẫn thu được đều nhau. B vẫn như đều đặn như thế. Đúng rồi. Chính xác. Phải làm thế nào từ thông nó thay đổi. Nào câu tiếp theo là câu 39 và 49 đúng không? Sao cứ cuối số nó lại có mấy cái câu. Ok. Làm những câu lý thuyết các bạn chú ý này, các bạn phải viết được công thức ra nhá. Các bạn không có công thức là các bạn sẽ không làm được nhá. Giá trị tuyệt đối của từ thông S đặt vuông góc với cảm ứng từ B. Nào công thức của từ thông là gì? Dũng thử đọc cho anh từ thông phi bằng gì nào. Có nhớ không? Vậy về phải xem lại clip của bài giảng đầu nhá. Về anh sẽ gửi bài giảng full bài giảng lại cho lớp nhá. Nào Tuệ Linh đọc cho anh phi bằng gì nào? Từ thông phi công thức là gì nào? Đấy. NBS nhân cos alpha thì góc alpha là góc tạo bởi gì? Góc alpha là góc tạo bởi gì? B và vectơ pháp nó tuyến đúng không? Nào, các bạn chú ý này, giá trị tuyệt đối của từ thông qua tiết diện vuông góc, như vậy nó đã ghi đặt rõ ràng rồi, đọc kỹ này. Vuông góc với B tức là góc alpha ở đây bằng 0. Tức là mặt phẳng thì vuông góc với B đúng không? Nhưng mà góc alpha là người ta quy định góc alpha là giữa N với cả B cơ. Thì khi mặt phẳng vuông góc thì cái N này có phải bằng 0 không? N với cả B sẽ phải bằng 0, đúng chưa? Thế thì bây giờ góc này đã cố định rồi, góc này là 0 rồi. Thế còn cái gì sẽ tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch nữa? Câu A nó bảo tỷ lệ với số đường tức từ, tức là tỷ lệ với số đường tức sức từ qua cái này đúng không? Đúng. Tỷ lệ với số đường sức từ qua diện tích S. Lại cảm thấy bối rối. Đi qua một đơn vị diện tích hay là đi qua cả diện tích S?
C tỷ lệ với độ lớn chu vi ảnh hưởng gì đến chu vi? Câu B là giá trị của cảm ứng từ B tại nơi đặt S. Nào, cái nào sẽ đúng ở đây? Cái nào sẽ đúng ở đây nào? Chỉ có A hoặc B thôi. Đúng không? Đúng không? Hai cái này sai rồi. Vấn đề là số đường sức từ qua một đơn vị S hay là số đường sức từ qua cả cái tiết diện S? Nó bảo là giá trị tuyệt đối đúng không các bạn? Của từ thông đặt vuông góc với cảm ứng từ B thì từ thông sẽ lớn sẽ tỷ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích. Số đường sức từ qua diện tích. Cảm giác nó cứ như nhau ấy nhỉ? Hả? Ờ. Câu này nhá, nếu mà theo công thức này, giá trị tuyệt đối nó bảo là giá trị tuyệt đối đúng không? Tức là có trị tuyệt đối ở đây rồi. Được chưa? Được chưa? Thế thì các bạn thấy ở đây này. Số đường sức từ đi qua, số đường sức từ anh nghĩ là ở đây là cảm giác là câu nào cũng có thể hiểu theo ý đúng được. Đáp án là gì? A đúng không? Số đường sức từ qua một đơn vị diện tích. Rồi ok, mình sẽ chấp nhận cái đáp án là giá trị tuyệt đối đi qua. Các bạn hiểu đơn giản là cái B này này. Nó phải là tính theo độ lớn đúng không các bạn? Tính theo độ lớn. Bởi vì giá trị tuyệt đối này cũng theo độ lớn. Thì độ lớn có phải là cái kiểu như là cường độ không? Tức là số đơn vị trên một đơn vị thời gian không? Nhá, cho đơn vị tức là mật độ ấy, nó hiểu đơn giản cái từ này là mật độ. Câu này lý thuyết hơi khó. Thực ra AB anh tức là câu này anh nói luôn là vẫn có thể chấp nhận được ý B nhá. Tại vì các bạn hình dung là ví dụ một cái khung dây như này thì chỗ này tôi cho chi chít nhưng mà chỗ này tôi cho ít hơn thì tổng của nó vẫn ok mà, đúng không? Còn cái kia nó tổng hết vào xong nó chia đều ra thì nó gọi là số đường sức trên một đơn vị diện tích. Các bạn hiểu không? Ở trên một đơn vị diện tích tức là nó sẽ là số đường chia cho diện tích, mật độ đấy, nó gọi là mật độ đông hay ấy. Thực ra hai câu này nó đều chấp nhận được cả. Không, tại vì nếu mà chỉ khung dây này thôi, em cho rất nhiều qua thì nó vẫn đạt được mà. Ví dụ cho em cho này nhé. Tại vì nó chỉ hỏi là tỷ lệ với cái gì thôi. Hiểu chưa? Nó tỷ lệ với cái gì thôi. Số đường sức em cho thật nhiều vào, tức là B em cho thật lớn lên thì nó vẫn ok mà. Tại vì khung dây của chúng ta chỉ là set ở trong khung dây S thôi. Đúng chưa? Đấy. Rồi ok, tôi chữa nốt coi nha, không phải muộn giờ rồi, bảo các bạn cho được về sớm, các bạn ngồi đến tận cũng gần 9 giờ rồi, đúng không? Đấy, tinh thần học rất là tốt. Cái gì? Nó nói gì ấy? Anh tưởng nó bảo ngứa thấy quá. Anh đang đợi thằng Minh L nó đính chính một cái nữa thôi là xong. Chính chính cái từ thằng Phong nó phụt ra ấy, nó có cái thái độ tôn trọng giáo viên hay không. Nào nốt câu này nào. Câu này khó đúng không ạ? Nào các bạn nhìn này. Một dòng dây dẫn hôm trước là thằng Thái Sơn có bảo với anh là việc của nhà mày à đi còn gì, đúng không? Một vòng dây dẫn tròn diện tích là 0.4 này, được chưa? Đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B này. Đấy, có chiều như hình vẽ được chưa? Nếu cảm ứng từ tăng lên đúng không các bạn? Tăng lên là 1.4 trong khoảng thời gian 0.25 giây thì chiều của dòng điện cảm ứng sẽ là như thế nào? Ok, câu chuyện rất là dễ đúng không? Các bạn thấy ban đầu chiều của B ban đầu là bao nhiêu? Chiều của B1 là bao nhiêu? Có phải là đang dấu chấm không? Từ thông phi tăng hay giảm? Tăng từ 0.6 lên 1.4, tức là từ không phi tăng thì B cảm ứng sẽ có chiều gì? Chiều x đúng không? Vậy thì tay của mình sẽ phải nắm như nào? Phải chiều như này không? Là chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ? À chiều kim đồng hồ. Đáp án A xong.
Ok chưa? Khi nào mới được được chiều khi nào? Đáp án sai à? Sao lại ngược được? Từ từ xem nào. Cùng chiều mà. Cùng chiều nhá, cùng chiều nhá. Tay phải còn gì? Anh bỏ tay phải ra rồi còn gì? Đã phải bỏ bút ra rồi, cảm ứng từ đã phải bỏ bút ra, nắm tay rồi, nhập tay gì nữa? Ơ bọn này làm sao ấy? Chiều của cảm ứng là dấu x đúng không? B1 là dấu chấm của gì? Đây là B1 là dấu chấm. Đúng không? Cái này tăng. B cảm ứng có phải như này không? Thì B cảm ứng thì trong khung dây mới xuất hiện dòng điện chứ, bắt đầu xung dây làm gì có. Hiểu không? Vòng dây có dòng điện. Vòng dây tròn có diện tích này, chứ nó có điện đâu. Chỉ là vòng dây để vào đây thôi. Dòng điện nó phải như này chứ. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Nhá, vậy câu này đáp án là A. Bác ơi phát bài tập về nhà cho các bạn nhá. Ok, như vậy hôm nay chúng ta được về sớm 8 phút nha các bạn nhá.